Đấy bạn, bây giờ là 12 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2020. Thì quá trời nắng rồi, giờ mình cũng sơ lược tóm tắt mấy con xe cọp. Đó, này đúng là xe cọp luôn nha anh em. Đó này dẫn qua đây luôn đi chú nuôi. Xe của ổng dựng đây nè. Đó. Quay sơ bộ xong rồi mình quay từng con cho bạn coi. Này là bãi của chú Quang nha, nằm cặp quốc lộ luôn nha các bạn. Bạn nào ấy thì nó kế đối diện với ngay chỗ kiểm lâm Tiền Giang nha anh em. Đó. Rồi, bắt đầu từ con này trước đi. Đó. Con này là một con quay ếch 110. Đã lên full bài đi chợ. Đi công chuyện hay đi gì đó thì tùy chủ xe. Đó. Bánh trái thì bánh này hiệu hiệu gì đây? Thì coi coi vàng hiệu CRV. Đó. Nói chứ mình cũng không biết cái hiệu đó là hiệu gì nữa. Niền thì cũng là niền Demacro Union Rim. Này hình như xuất xứ Thái Lan cái niền này nè. Nói chung phải biết đúng không? Đó, thì quay cho anh em xem thôi. Vui là chính à. Bô thì không biết ở đâu, chắc xuất xứ chợ lớn hay chợ nhỏ gì đó. Đó, nguyên cục máy quay 110. Này kêu lại gì tí? Những con cọp đường phố hả? Thân công báo. Đó. Các bạn, nói chơi vui vậy nha các bạn. Tại vì quay clip, làm clip nói vui vậy thôi. Cái lồng thì cũng có đôn nhẹ nhẹ rồi đắp nhôm rồi cho nó dày lên chút xíu. Đó. Để làm gì thì các bạn cũng biết rồi. Nồi thì làm lên cung tay, đắp nhôm rồi nhẹ nhẹ lên cung tay rồi này kia, đi bình bông mai. Thì đầu lồng zin luôn nhưng mà dạng như đắp nhôm cho nó bự bự lên, dày lên nhưng mà dời bù rong sẵn ở trong luôn nè. Lóc nữa bạn. Đó. Bạn thấy không? Đó. Có nhiều đó thôi, niền trước thì bánh trước cũng vậy, hiệu giống nãy luôn, hiệu như trên. Niền hiệu như hồi nãy. Thuộc thì phục zin. Nguyên cái sườn zin luôn nha anh em. Sườn zin luôn. Nè đậu bích đàng hoàng nha. Size này kêu là style đi chợ. Đi chợ hơi nhanh. Đó. Anh em mua thì xuống đây xem xe và giá cả gì thương lượng với chủ bãi nha. Tại vì nay gấp gáp quá thì mình cũng không có tiện hỏi giá. Đó, vô con này chạy là thấy cũng hơi bị mệt mệt rồi đó, đạp thử rồi. Đó. Đó. Đổ xăng là nổ nha bạn. Xe này đi lửa bình nha, có sẵn lửa bình nè nha bạn. Đổ xăng là chạy thôi chứ không có cần làm gì trơn á. Bên đây còn quá trời đẹp luôn nè bạn. Trời ơi. Quá đẹp. Biết chảo chiếc gì chắc cái chảo bằng cái chảo chiên cá luôn rồi đó. Xe này sao nó rớt cái này. Đây. Con này cũng đi bông mai luôn. À, những chiến binh đi chợ hơi nhanh. Đó, những con xe đi chợ hơi nhanh nha. Vậy đi, cho người ta khỏi bắt bẻ là xe cọp, xe gì hết á. Đó. Xe này sao tự động phá cổ luôn người ta. Ghê vậy. Đây. Vậy có 5-6 con xe cọp nha anh em. Ủa xe cỏ chứ không phải xe cọp, lộn, xin lỗi. Đó. Đây bình bông mai luôn nè. Này là bình ga dẹp MC Racing nha anh em. Này thì người ta không có bán mình ra được nên mình không có mua được. Này tại vì nó còn nguyên xe quá liền. Này là con ẹt 50 làm lên. Trái thì chắc cỡ 54 hay gì đó. Nhưng lồng vẫn để 49 chữ zin nha. Xe này nhãn hiệu là Detect. Đùm thì đi đùm cháy khế, niền nhôm. Giống như tất cả các bản độ truyền thống. Đi bánh nhỏ cho nó nhẹ. Rồi. Xe này cũng hình như đi lửa máy chứ không phải lửa bình. Rồi. Trước thì dễ ẹt. Câm đùm niền thì niền cháy khế, niền nhôm. Vỏ thì vỏ giống bên kia. Cái hiệu gì của Thái Lan á, CRV á nè anh em. Đó. Ok.
Đây, ống thông hơi, thông huyết, bô các kiểu để mình xuống mình quay cho bô. Đây, bô thì được chủ xe đầu tư một cái bô có leo Vinci. Carbon đồ cũng ghê gớm lắm, nhưng mà không biết hàng xịn hay hàng phay. Mình thì để đi quay cho anh em xem đĩa sau, nhưng mà bị con heo á, nó không chịu ở đây, nó chạy mất tiêu rồi. Con heo nó chạy mất rồi nha anh em. Đó, rồi đó anh em xuống xem nha, xem xe rồi mình trả giá với chủ bãi nó hay hơn. Còn trên này thì mình đâu có biết được giá cả bao nhiêu đâu, anh em hỏi mình như không à. Xe này phế liệu không giấy nha, xe tại xe độ xe đua rồi công an bắt giờ là thanh lý phế liệu hết rồi chứ không cho ra giấy nữa. Đó, còn con này á, là style Hy Lạp đó, Hy Lạp xưởng. Rồi đây này thì được thừa hưởng cái công tắc ở nhà, đang thiếu công tắc thấy dư rồi lấy gắn vô, còn hoạt động tốt nha anh em. Công tắc còn hoạt động tốt dù có mưa gió rồi vô, nhưng mà vẫn hoạt động tốt nha anh em. Đó, này dây mobil, này là co xăng, mà cái bình bông mai mà chơi cái này vô là ưa bị mất lắm nha anh em. Nó đạp một cái là rớt cái bông mai ra rồi, rớt cái bình ra rồi, nó tháo chai gà cái lụm đi mất tiêu. Đó, rồi style chỉ có nhiêu đó thôi. Còn mấy con, 5 con nha anh em, năm này 5 con nha. Đó, 5 con xe nha, 5 xe cọp nha. Ơ 7, 5 xe cỏ. Nói quên nó xe cọp hoài. Rồi, ở đây mới xe cỏ nữa nè. Này xe mới về không nha anh em, chủ yếu là xe liền lạc, xe quá trời liền luôn nè. Xe gì mà còn chữ Thái Lan đồ. Đó, anh em đọc được cái gì đọc nha. Sẵn có lọc thang thọn lạc lọc lẹt cái gì đó. Rồi. Ồ cái rổ này có cái gì đá vậy ta? Ồ. Ồ cái này che lại luôn hả? Ghê, yeah. Có sáng tạo ý tưởng. Rồi xe này xe không giấy luôn. Anh em về có thể chở cỏ đi chợ. Này thì đi chợ ngon rồi, không nói gì nữa. Xe này nổ máy, đổ xăng nổ máy à. Còn chiếc này á thì cũng mấy, nói chung mấy xe này người ta giam kho không có nhiều lâu quá anh em. Dạ. À, chỗ xấu quá à. Chỗ xấu quá. Đó. Đủ máy phải 29-30 rồi. Đây, mấy con này nữa nha các bạn. Mấy con này đa số con này là City. Nguyên cục máy City. Này City giò gà hay gì ta? Máy City phục hơi rồi. Này xe City chú không lấy. City này đẹp quá trời luôn nè. Phục MD nữa nè chú Út. Đó mấy con quay đỏ nè các bạn. Đẹp. Đó. Trời ơi chú Út. Đâu mấy con này sườn còn liền chú Út. Con thấy sườn nó còn đẹp. Rồi. Đây. À, bông mai nữa nè nha. Bô leo Vinci đồ các thứ nè. Đó. Đây. Mấy con bông mai nữa nè các bạn. Rim bông mai nè. Đó. Rim bông mai. Đây. À, mấy anh quay liền lạc kia không? Áo quần đầy đủ luôn nè anh em. Đó. Anh em xuống coi được cái mình mua được gì mua, mình xuống tham quan vẫn được. Đây rất chú quan ở đây rất là dễ chịu. Tham quan cũng không ai nói gì hết á. Rồi. Anh thấy không? Xe còn về có con mắt nè, xe mắt. Rồi. Đó. Nè, con này cũng còn liền đó các bạn. Con này cũng còn liền nè. Nè. Xe bông mai còn mới tinh luôn nữa các bạn. Nè, thấy không? Mà nó hơ xui cái lồng sắt. Mà sao đi cái nắp xua, nắp súp bắp, nắp tròn bốn lỗ đẹp quá.
Bô VD này mới thay luôn anh em. Mới thay luôn, mới thay chạy chưa được bảo đảm chạy chưa được cây số nữa. Nói thiệt luôn. Nó còn sáng gì đâu luôn á, đây nè. Không có một miếng mè, không có một miếng mà dạng như mà xi mà nó bị cháy nó ra bảy màu á, không có luôn nha các bạn. Mới dắt ra chạy con vòng bị bắt hay gì đây nè. Nè. Bô còn quá trời đẹp luôn. Đó. Rồi. Quá trời đẹp luôn. Ok. Rồi, bạn chừng nào có cái mới mình quay cho bạn xem tiếp ha. Rồi, cảm ơn bạn.